của mẹ, xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOOM. Ây da! Ây da! Lâm ơi! Lâm! 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 Lâm ơi! Nhìn anh nè! Lâm! Lâm ơi! Nhìn anh nè! Ây da! Nhìn anh nè! Vô! 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 Lên anh nè! 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 Trời ơi! Em ơi! Không hắn nhân tạo! Cả chơi tiếp! Rồi! Em ơi! Lên anh nè! Lên anh nè! Nổ tiểu nổ rồi. Hết giờ. Cái gì vậy? Trời ơi. Ba, hai, một, bắt đầu. Go lên, go lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đâu? Trời ơi. Đúng rồi Thí ơi, đúng rồi đó. Bắn cái gì vậy, cái gì vậy? Đứng vô mắt em. Có lên, có lên. Hay quá vậy. Hay quá ta. Quá wow, hả? Quá wow. Đạp đạn anh em ơi, đạp đạn anh em ơi. Hết giờ. Hay. Còn nhiêu vậy đó hả? Trời ơi. Đi. Một, hai, ba, bốn, 16, 17, 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 Quy, nhẹ thôi Quy. Bạnh quá Quy. Bạnh quá Quy. Quy ơi, nhẹ tay thôi. Vô mất có sao không? Không sao. Ủa đứng xa, đứng chi xa vậy? Thôi sao vậy? Không, anh em bực, mạnh quá. Quy ơi, Quy nhẹ lại Quy. Ồ. Hay quá vậy ta. Hay quá vậy ta. Hả? À. Vậy nó xuống, đi vô. Thấp xuống, thấp xuống. Thấp xuống, thấp xuống. Thấp xuống, thấp xuống. Thấp xuống, thấp xuống. Thấp ngồi xuống. Thấp ngồi xuống. Thấp ngồi xuống. Trời ơi, vậy mà cũng thấy được nó hay quá. Trời ơi. Ướt bụng đầu lòng em rồi. Trời ơi, ác ghê. Rít, 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 rít. Ê, rít lên tập trung. Chào anh Huy ơi. Ê, giọng tài ơi, cái gì mà chơi tàn nước vậy? Lùn xuống đất ơi. Lùn xuống. Hết giờ. Hết giờ. Yeah, yeah.
tại sao em lại chơi đầm lỡ như vậy? Đúng vậy, em lớn rồi mà em đắng đầm lỡ như vậy mà em coi được hả? Từ điểm đi, từ điểm đi. Em có biết cái lương tâm em ở đâu, trái tim em ở đâu? Hai chú đâu? Con ơi, đến rồi. Một mười, mười một, mười lăm, mười sáu, mười sáu, mười lăm. Yeah, mình an toàn, mình an toàn, mình an toàn. Chưa, em đâu đập tay với anh đâu, em đâu đập tay với anh đâu. Mười lăm, mười lăm, cãi lại đi. Bắt đầu. Ê, ê, không thấy được. Không thấy được. Bắn đi ba rồi. Bắn. Trời ơi vậy. Bắn. Bắn đi. Quá lăng gian đi. Anh đi đâu vậy? Anh rời bỏ cuộc chơi rồi. Ủa? Chơi. Trời ơi. Trời ơi. Anh chơi mà anh chơi ô dù. Rồi sao mà vô? Hay. Nó vô lỗ tai rồi. Tai rồi. Bắn lỗ tai anh. Bắn lỗ tai. Mạnh lên. Trời ơi, mạnh chơi lên, mạnh lên, mạnh lên. Bắn lỗ tai em rồi, bắn em. Em hãy làm gì nè. Bà thoải mái quá, em thoải mái quá. Ý lâu. Ai da rồi, trời ơi. Trúng cái bắp rồi, ai da. Anh ơi, không uống được cái gì anh Giang. Nó tàn cái bạn vô mặt. Ây. Đi ngay. Chào đi ngay. Tội nghiệp anh quá à. Chào đi ngay. Em. Hết giờ. Trời ơi, tiếc quá à. Ủa mọi người chơi gì vậy mọi người? Cái gì vậy? Thôi cho em nói. Để em đếm cho. Một. Rồi. Hai. Ba. Bốn. 12, 19, 25, 72, 46. Một trái nha quý vị nha. Nhiệm màu chưa? Một người đàn anh mà cái nào cũng biết. Một tiếng đồng hồ. Trời ơi, nghiệp em thôi đó. Cái nước nhà vệ sinh đó. Đội cuối. Tôi đề nghị không tạt nước này nữa, đổi qua nước mắm đi ạ. Nước mắm nào mà tôi thể tạt hết? Không cần hết, một lít thôi. Đâu phải quay Phan Thiết đâu mà nước mắm nhiều. Anh chơi hơn thua tụi tôi hả? Nãy ai tạt vô cái lỗ tai vậy? Chính là tôi muốn anh bị ghim tay giữa. Ba, hai, một, bắt đầu. Trời ơi! Đứng ra vòng. Ủa, bác quá! Hey. Bự quá, dài quá! Hey. Ta! Hey. Sao em vô đâu không vậy? Vô nè! Thôi! Vô! Tăng sắp bắn lạc! Ôi ấy da, nhìn anh nè, vô. Nhìn anh nè,
anh đây à. Nhìn anh đây à. Trời ơi, em ơi. Hồ hắn nhân tạo, đã chơi tiếp. Rồi. Em ơi. Nhìn anh đây à. Nhìn anh đây à. Nữa tiểu nữa rồi. Hết giờ. Cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, sao có nửa trái nữa? Mấy cái rưỡi? 4, 5, 6, 7, 8. 7 rưỡi, 7 rưỡi, 7 rưỡi. Cái này không tính, cái này không tính. Em hứng sao được 7 trái nữa vậy? Ba, hai, bông, go! Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Yeah. Lâm, anh nam nữ với em, Lâm ơi! Anh mạnh. Lâm, anh nam nữ với em, Lâm ơi! Anh mạnh bạo nó coi quy. Lâm! Mạnh! Yeah. Không sao? Mạnh lên, cũng không chưa? Hay quá! Hay quá! Ủa, mấy người chơi con ba hay gì? Chơi con ba! Ôi, ôi, mạnh quá! Anh Giang ơi, em cần có con! Anh Giang ơi, em cần có con! Hello! Tu sẽ begin! Biết kinh nè. Hiểu ơi, hiểu ơi. Hoài vậy. Hiểu ơi. Làm lại. Hiểu ơi, này ơi. Hiểu. Thăng luôn. Sau 3 trò chơi, có 2 đội bằng điểm nhau. Đó là đội Hiếu thứ hai, Mai Phương Thúy, và đội Dương Lâm, Kiều Minh Tú. Các bạn hãy tự chọn một trò chơi, thách đấu nhau để tìm ra đội hạng nhất. Hai cặp đối diện nhau, ai cười trước thua. Chơi luôn. Rồi, khách mời, khách mời luôn. Mọi người qua hai bên, mọi người qua hai bên. 3, 2, 1, go. Đêm hôm ấy, Mai Phương Thúy chạy cà lọc. Sao cái miếng gì ngồi vậy? Trên con đường. Trên con đường. Nói chung là Thúy hết rồi. Lắm em dở quá. Em đúng rồi. Các bạn sẽ có cơ hội nhận thêm team bằng cách chọn một trong 3 chiếc túi may mắn sau đây. Một túi 5 team, một túi 10 team và một túi không có team nào. Mai Phương Thúy, hãy đại diện để chọn một chiếc túi may mắn. Số 3 là không có gì đâu. Sư hồ. Đó. Bao nhiêu ạ? 10 team. 5 team. Nhiều. 10, 10 anh này. À, 10 team luôn. 10 team hay quá. Ngày hôm nay Mai Phương Thúy rất là chơi rất là giỏi nha. Dạ. Không phải, tại vì không chung đội với Trường Giang. Thấy chưa? Bà nói đúng quá. Quá là xui, thì mặc dù anh không ôm con mèo nhưng anh vẫn xui hơn con mèo. Tôi gánh còng lưng cho nó rồi giờ nó... Không nha, hồi nãy là anh bà bị mọi người ghét. Ba nó còn thấy không? Bị mọi người ghét, anh đâu có bị như vậy, hiểu không? Ba nó thấy không? Cứ ở cạnh Trường Giang ấy, cứ gần thắng rồi lại thua. Đúng. Vậy là em gần Hiếu thứ hai nên em may mắn. Không, để Hiếu thứ hai gần em. Em cứu được cậu em bao nhiêu lần. Nói gì đi Hiếu. Không, khách mời mình bỏ qua đi, chơi với anh em mình thôi. Mình chơi với anh em mình thôi. Không có gì mà vui bằng chương trình này. Quý vị hãy đón xem chương trình 2, 1 đêm tự do, tự do. Giấc mơ của mẹ. Xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.